Giao bò cho khách dưới đăng lên kênh YouTube là Trại Bò Thành Trung 2, Trại Bò Thành Trung. Anh chị vô tình lướt qua xem kênh được kênh của em á, anh chị cho em xin nút like đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò được em anh chị. Bữa nay em về lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi, cũng mong cô chú anh chị ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Đây còn rất là đông anh chị, hàng bê cạo bê thui ha, hàng này là em điều khách đều chốt hết anh chị ơi. Bữa nay em về mẹ ăn con và được bò cái ha. Anh chị gần xa có nhu cầu mình bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em ha. Đây rất là đông ha anh chị, đây còn rất là đông bò anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mình xài bò được bò cái, bò thịt, bò mổ nuôi, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Bên em là chuyên về các bò, loại bò anh chị, số lượng lớn nha, chăn nuôi nhỏ lẻ anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Đây còn rất là đông bò anh chị. Tục mã số 1 anh chị, con được 3B bông anh chị. Bò này dùng 2 anh chị, bò này chiều cao đo ngay dậu là tầm khoảng 9 mấy phân, 90 phân trở lên anh chị. Bò này hiện tại giá tại chuồng của em là 8.9 anh chị, 8.9 cho mã số 1 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho em. Bò này mình ghép ghép mẹ được thoải mái anh chị. Bò này thường tháng nó tầm khoảng 5 tháng anh chị, 4 tháng rưỡi 5 tháng nha. Bò này anh chị có bò ghép là ok anh chị. Rất là đẹp, xương sóc đứng thẳng cẳng rất là dài đòn anh chị. Đó. Bò này rất là bự con anh chị ơi, xương cắt sóc anh chị, rất là bự luôn. Giá 8.9. 8.9 cho mã số 1 anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây, rất là bự bò anh chị. 8.9. Anh chị thấy dàn lưng nè, đùi nè anh chị. Dài thở rất hở anh chị. Giá tại chuồng em là 8.9. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận đều có xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa mà có vô tình lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung á, anh chị cho em xin nút like được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em hết anh chị. Đây, giá tại chuồng em là 8.9 cho mã số 1 anh chị. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài á, alo trực tiếp cho bên em. Đây. Giá tại chuồng em là 8.9. Đây, rất là bự anh chị. Đó. 8.9 cho mã số 1. Anh chị nào quan tâm liên hệ giùm em ha. Đực 3B nha anh chị. Đó, đực 3B. Anh chị nào có nhu cầu xài á, liên hệ giùm em. Mã số 2 anh chị ơi. À, con mẹ kem anh chị dính con cái 3B ha. Bò này chung là lũ tiền đây, mẹ thì dẻo khung tàn lớn ha. Nói chung với mã số số 3 anh chị. Đây, con mẹ kem rẻ tầm khoảng 2 hoặc 3 lứa dính con cái 3B. Bò này đo giữa lưng mà nó gùng người tầm mét 2 bò anh chị, nó gùng thì yếu mét 2 ha. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con cái anh chị. Mẹ kem con cái 3B ha anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu mình xài á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Bò này nói chung là rất là khá bò nha anh chị. Anh chị nào quan tâm á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em để em ghép xe cho anh chị đi ha. Giá tại chuồng của em là 14 triệu cho mẹ con cái. Nó về xúc xe nó dính hai bên đít đó anh chị. Cái sữa rất là lớn anh chị đứng từ xa anh chị thấy không, cái dàn sữa rất là tốt luôn. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 14 triệu cho mẹ con ngá cái 3B ha. Mẹ kem ngá cái 3B. Anh chị gần xa có nhu cầu mình xài á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây con nè anh chị. Đó, con mẹ thì nó cũng là rất là khá bò anh chị. Con này lút tiền hết anh chị ơi. Con này nói chung là tầm trên 6 triệu 6 triệu rưỡi đó anh chị. Cái bò này nói chung mình phân ra lút tiền hết anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 2 á, cứ liên hệ giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận đều cũng xe ghép hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em để em giao cho anh chị ha. Cô chú anh chị mà vô tình lúc qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em ha. Xương sóc đứng thẳng cẳng rất là dài đòn anh chị. Bữa nay em quay ngoài nắng anh chị, nó hơi chá một tí anh chị ơi. Tại buổi chiều nè. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đó, mẹ trái sữa rất là lớn luôn. Đây, con nè anh chị. Chỉ có 14 triệu cho mẹ con ha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ trực tiếp cho bên em. 14 triệu cho mẹ con cái kem, cái 3B anh chị. 14 triệu. Đây, cô chú anh chị nào quan tâm á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đó, con hiểu lù, mẹ thì dẻo tàn anh chị. Mẹ là khung tàn lớn mà nó hơi dẻo anh chị. Đó, anh chị thấy cấp phình con mẹ, thấy anh chị thấy nó lớn lắm anh chị. Còn tay bò này chung chủ nó cũng không có được săn sóc mấy thôi, bỏ bê anh chị. Cho nên cái khung nó không được mập mấy á, nhưng mà được cái được đẻ con mắc sữa anh chị lú tiền, con tầm khoảng 4 tháng bò đó anh chị. Bò này nó lên giống cũng mấy lần rồi mà chủ không gieo anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng em là 14 triệu cho mẹ con cái anh chị. 14 triệu. Anh chị gần xa có cầu xài cứ alo giùm em ha. Rất là lớn bò. Qua con cọp rằn anh chị. Mẹ này chiều cao đo giữa lưng là trên mét 2 bò anh chị, mét 3 ha, cũng hiếm lòng thòng anh chị. Bò đẻ tầm 2 lứa anh chị, dính cái đực 3B ha. Anh chị gần xa mà có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em anh chị ơi. Bò này trái sữa rất là to, rất là lớn anh chị. Em đứng từ xa để cho anh chị nhìn hết con bò ha. Xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị. Dính cái đực 3B là cực kỳ mát sữa luôn.
Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 20.500.000 anh chị. 20 năm cho mẹ con mã số 3 nha anh chị. Anh chị nhớ mẹ con mã số 3 giúp em ha. Giá 20.500 anh chị cho mẹ con mã số 3. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Con đực kem này nói chung là đực 3B chứ, hết thuốc luôn anh chị. Nó cực kỳ mát sữa luôn. À, con này là anh chị kêu con gút gàng cũng được hay là con pháp rằn cũng được anh chị. Pháp sừng anh chị, nó có sừng nha anh chị. Đẻ con là cực kỳ mát sữa luôn. Giá tại chuồng của em là 20.500.000 cho mẹ con mã số 3. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em ha. Đây, khung tàn rất là lớn anh chị. Anh chị thấy cái màu nó gần hết người anh chị, đẻ con anh chị. Mới có 2 tháng bò nó pin lực về nè anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi các tỉnh cho anh chị ha. Đây. Giá tại chuồng em là 20 năm anh chị cho mẹ con nghe được. À, mẹ cặp rằn dính con nghe được 3B. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ trực tiếp giùm bên em ha anh chị. 20 năm cho mẹ con nghe được. Cái đực là cực kỳ mát sữa luôn. Đó, anh chị thấy con đực không chị? Pin lực trái sữa rất là lớn anh chị. Đó, bò đẻ tầm 2 lứa bò. Anh chị nào quan tâm mã số 3 cứ alo trực tiếp giùm em. Hôm nay có chiếc xe về các tỉnh đó. Anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em để em ghép xe đi anh chị. Cái màu ở trong hình là nó lợt hơn ở ngoài anh chị. Tại vì em lại gần em quay cho anh chị chi tiết cho anh chị xem kỹ đó. Đó. Giá tại chuồng của em là 20 năm anh chị cho mẹ con. Đó, cái màu này hiện tại nó như vậy nè anh chị. Đó, 20 năm cho mẹ con nghe được 3B. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, alo trực tiếp giùm bên em. Xương sóc đứng thẳng gần rất là dài đòn anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ về giùm bên em ha anh chị. Đây. Đó, anh chị thấy nó rất là đẹp luôn. Cúng chuông anh chị. Bốn trái vú là đều nhau luôn anh chị. Đó. Đó, những con nghe được hết thuốc không anh chị? Giá con bốn thẳng gẳng anh chị, móng nè. Đó, con mẹ nè anh chị. Con này xé mặt xé lưng đều chính luôn anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em anh chị. Giá tại chuồng của em là 20 năm cho mẹ con mã số 3. Anh chị gần xa có vô tình tiếp xem được cái kênh mình trại vào hành trung á. Anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh ủng hộ bên kênh mình anh chị. Anh chị đăng ký là không tốn bất cứ 1.000 nào trong tài khoản mình anh chị, bất cứ hình thức gì ha. Đăng ký là để chị em có hình thức để theo dõi những cái video điều ra là cô chú anh chị đều phát hiện hết trước anh chị, là người đầu tiên phát hiện trước. Thích những mẫu bò gì của bên em ha. Giá tại chuồng em là 20.500.000 cho mẹ con mã số 3. Tiếp tục mã số số 4 anh chị. Con mẹ là xin cũng hiếm lòng thòng chính con nghe được 3B anh chị. Bị ống móng sò ha, cái móng trước này nó hơi cua một tí anh chị. Đó, mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là mã số 4 anh chị. Xin cũng hiếm lòng thòng con nghe được 3B anh chị. Giá tại chuồng em là 23 triệu cho mẹ con nha. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ nhắc máy alo trực tiếp giùm bên em để em ép xin đi cắt tỉnh cho anh chị á. Con mẹ này đo giữa lưng anh chị, chiều cao anh chị, nó gần 1m3 bò đó anh chị. Nó rất là cao ha, xé mặt xé lưng đều chuẩn anh chị, bẻ 2 lứa bò. Anh chị gần xa có nhu cầu mình xài á, cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em ha. Đây, nói chung là rất là khá bò nha anh chị. Đó, khung tàn rất là lớn, bò này sắc nhất nha anh chị. Dính con cái đực kem thì nói chung là rất là đẹp luôn anh chị ơi. Chỉ 23 triệu mình thu được một bộ miệng con nghe được 3B anh chị. Đó, xương sóc đứng rất là đẹp anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á liên hệ giùm em ha. Nó hơi chối nẹn tí anh chị, con bò này rất là lớn anh chị. Xé mặt xé lưng này chuẩn hết anh chị ơi. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm bên em ha. Con bò này hồi nãy có xuống xe anh chị, nó bị có đá vô cái thùng xe đó anh chị. Nó bị tắt nó tét cái miếng thịt bên tí anh chị. Em xịt thuốc cho nó màu xanh đó anh chị, chứ không ăn nhầm gì ha. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mã số 4, liên hệ trực tiếp giùm em. Mẹ xin con gái được 3B, giá tại chuồng em là 23 triệu, khung tàn lớn, trái sữa rất là to anh chị. Bò này bốn vú đều anh chị ơi. Dính con gái con là cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ giùm em ha. Đi đứng là bình thường nha anh chị. Đó, anh chị thấy không, đi đứng là bình thường ha. Anh chị nào liên hệ giùm em ha. Mã số 4, giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con nghe được ha anh chị. Mẹ xin cúng hiếm lòng thòng ha. Đây. Đó, em quay kỹ cho anh chị mình xem cái dàn móng, dàn xương này kia ha. Đó, móng nó hơi cua một tí anh chị thấy không? Nó cua thì bình thường hết anh chị. Đó, đòi hỏi là đẻ con nó tốt hơn thì thời buổi này bò nó rẻ, người ta cũng không chăm chế những cái khuyết điểm nhỏ nhặt ha anh chị. Chỉ 23 triệu mình xong được một bộ mẹ con nghe được. Anh chị quan tâm á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Bò này là nó đang lên giống luôn nha anh chị. Anh chị bắt về anh chị theo dõi giùm em ha. Cái mã số 4 này với cái mã số 5 á là chung một chủ nhà một anh chị. Anh chị chung một chủ nhà ha. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con nghe được 3B. Anh chị nào quan tâm liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Anh chị thấy không, nó rất là to anh chị. Đó, em quay hết cái hai bên cho anh chị xem ha. Con là nói chung là mới về ban đêm anh chị, cho nên cái màn hình của em á nó không có chuẩn mấy anh chị. Cái màu nó hiện tại là như vậy nên anh chị thấy nó chá nắng, nó chá đèn anh chị.
quay ban ngày thì em không có thời gian để quay anh chị. Anh chị xem giúp thông cảm giùm em ha. Con là nói chung là lú tiền hết anh chị. Con nó dao động cũng tầm khoảng 2 tháng rưỡi hoặc 3 tháng bò anh chị. Anh chị xem con làm gì. Cái màu của con mẹ là rất là cực kỳ đẹp luôn anh chị. Rất là sáng bò ha. Giá tại chuồng của em là 23 triệu cho mẹ con mã số 4. Anh chị gần xa có nhu cầu xài á, cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Rất là đẹp bò anh chị, mẹ con ha anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 4 á, alo trực tiếp cho bên em. Đây, rất là sạch lò luôn. Đó, rất là lớn tài ha. Anh chị thấy con là anh chị. Đó. Cái màu này mình thấy chá thì anh chị thông cảm giùm em ha. Con mẹ là khung tàn rất là lớn, 23 triệu cho mẹ con mã số 4 anh chị. Anh chị vô tình lúc qua xem được cái kênh Trại Bò Thành Trung, thấy video em hay anh chị xem xin nút like đăng ký kênh anh chị. 23 triệu. Đây em tiếp tục mã số 5 anh chị ơi. Con mẹ 3B bông ha. Chính con cái đực 3B xám xám anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu bắt cái liên hệ trực tiếp giùm em chơi. Bò này đẻ tầm khoảng 1 lứa hoặc 2 lứa đầu về anh chị ơi. Bò này chiều cam đo giữa lưng là yếu 1.3 anh tí chị chơi 1.2 bò ha. Con anh chị hết hồn anh chị. Mới có 3 tháng rưỡi là lưng quay đều hở thè lè hết anh chị ơi. Anh chị xem cái dàn lưng của con ngé nè anh chị, đánh giá mọi mẹ ha. Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 25 triệu anh chị. 25 triệu cho mẹ con mã số 5 ha. 25 triệu. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mình xài á, cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha anh chị. Cứ nhắc máy alo trực tiếp bên em ha. Đây, xương sóc đứng thẳng rất là dài đòn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ trực tiếp cho anh chị. Con mẹ là năm vú nha anh chị. Con mẹ là năm vú ha. Nó còn khá là mập bò anh chị. Bò này là chủ báo em là có khối được tầm khoảng 1 tháng rồi nha anh chị. Được 1 tháng rồi ha. Anh chị bắt thì em đưa cái giấy cho anh chị xem ha. Mình về mình theo dõi anh chị. Đây cái dàn sữa đó anh chị. Rất là tốt anh chị. Đây. Đó. Con mẹ còn khá là mập bò ha. Con rất là đẹp luôn. Anh chị nào gần xa có nhu cầu bắt mã số 5 á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em. Giá tại chuồng của em là 25 triệu. 25 triệu cho mẹ con mấy đực 3B ha anh chị. Mẹ 3B, cái đực 3B để tầm 2 lứa hoặc 1 lứa bắt đầu về anh chị ơi. Bò này em về trong đêm em không kịp tắm rửa hết trơn anh chị. Cho nên con bò mẹ với bò con nó hơi dơ ha anh chị. Đó, anh chị đánh giá giùm em ha. 25 triệu cho mẹ con ha. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt đồng tiền mà lớn lớn á, mà bò đẹp bò chuẩn á thì cứ quan tâm giúp giùm em mã số số 5 ha anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Các tỉnh lân cận đều có xe ghép hết anh chị ơi. Cái chỗ mà chạy chạy trên cái lưng là nó bị cọ cổng nha anh chị. Nó bị cọ cổng á. Cái băng đêm em quay nó hơi bị cháy cháy đèn á. Anh chị mà có theo dõi á, thông cảm giùm em ha. Nó hơi cháy nèn tí anh chị. Đây. Giá tại chuồng của em là 25 triệu. Đây, 25 triệu anh chị. Nó xương sóc rất là lớn anh chị ơi. Nó hơi cháy nèn tí anh chị. Anh chị nào bắt á thì theo dõi kỹ kỹ giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh á, cô chú anh chị mà vô tình mà lướt qua xem được cái kênh mà Trại Bò Thành Trung 2 á, với Trại Bò Thành Trung, anh chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh, ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em ha anh chị. Con anh chị thấy là pin lực ha anh chị, con giờ nói chung là cũng lú tiền anh chị ơi, tầm khoảng 10 triệu rồi anh chị. Cho nên anh chị nào có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp cho bên em. Giá tại chuồng của em là 25 triệu cho mẹ con mã số 5 ha anh chị. Anh chị vô tình lướt qua xem được cái kênh, chị cho em xin nút like, được đăng ký kênh, ủng hộ bên kênh Trại Bò Thành Trung giúp em ha. À, mẹ 3B con cái được 3B xám anh chị. 3B này xám xám trắng trắng anh chị. Đó, bò dàn mặt con mòn rất là khá bò anh chị. Em về nói chung là trong đêm cho nên không kịp tắm rửa con bò cho nên nó xấu anh chị. Nó xấu một tí. Anh chị bắt được thì em tắm rửa sạch sẽ cho anh chị ha. 25 triệu cho mẹ con cái đực. Bò này anh chị mình mua về nói chung là không bao giờ đường lỗ rất là ít anh chị. Tại vì con mẹ giờ hiện thịt nó công trong người nó tầm khoảng 9 mấy ký anh chị. Con thì nó lú tiền anh chị ơi. Cấy được tầm 1 tháng bò ha. Anh chị vô tình lướt qua xem được cái kênh á, ưng ý thì alo trực tiếp cho bên em. Giá chỉ 25 triệu cho mẹ con cái đực 3B ha anh chị. 25 triệu cho mã số 5 ha anh chị. Đây. Đây, rất là bự bò ha anh chị. Anh chị nào quan tâm á, alo trực tiếp cho bên em. 25 triệu, em quay bò này rất là kỹ cho anh chị xem á, tại ban đêm mình quay sợ nó không chuẩn anh chị. Nó hơi chá nèn tí anh chị. Đó. Rất là to anh chị ơi. Rất là to bò ha. Nó ăn dữ dằn lắm anh chị, ăn rất là mạnh anh chị. Con tầm khoảng 3 tháng mấy anh chị, 3 tháng rưỡi á. Cũng bự bò lắm anh chị ơi. Đó. Em quay hết cái dàn lưng dàn đít nó cho anh chị xem ha. Đó. Từ sau tới lưng luôn ha. Đây bên đây thì nó hơi chói nèn anh chị. Tục mã số 6 anh chị, mẹ con AB á, bò này đã tầm 2 lứa anh chị. Em đo giữa lưng là yếu 1.2 anh chị, lộn trên 1.2 ha. Trên 1.2 yếu 1.3 bò ha anh chị. À, bò 2 lứa anh chị, dính vô nghe cái kem anh chị. Bò này nói chung là dẻo tàn khung tàn lớn anh chị.
Mẹ con này hiện tại cái giá tại chuồng của em là 14 triệu 500 anh chị, 14 triệu rưỡi cho mẹ con ngái cái anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt cứ nhắc máy alo trực tiếp cho bên em ha. Bò này nói chung là khung tàn rất là lớn anh chị. Anh chị nào quan tâm mã số 6 cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Em đang chuyến xe về các tỉnh như Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh lân cận thì cũng xe ghép hết anh chị ơi. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp cho em ha. Đây. Anh chị mà cái vô tình lúc qua xem được cái kênh mà trại vào thành Trung 2 á, cái trại vào thành Trung á, anh chị cho em xin nút like rồi đăng ký kênh ủng hộ bên kênh nha anh chị. Đây. Bò nói chung là khung tàn rất là lớn anh chị. Bò nói chung rất là khá, móng sò xương sóc đứng rất là thẳng anh chị. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu bắt á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây. Dàn mặt dàn lưng con rất là đẹp anh chị ơi. Về em chưa kịp tắm rửa gì hết á, cho nên nó không có được sáng mấy anh chị, nhưng mà được cái con mẹ ba bê, được con ngé con anh chị. Bò này anh chị nuôi là bao lỗ anh chị ha, không có đường nào lỗ anh chị. Giá tại chuồng của em là 14 triệu rưỡi anh chị cho mẹ con ngé cái ha. Cô chú anh chị gần xa có nhu cầu xài á, liên hệ trực tiếp cho bên em. Bò này nói chung rất là sạch anh chị ơi, đồng tiền nó cũng vừa vừa cái giá mà để anh chị mua được cái cặp bò mẹ con vậy anh chị. 14 triệu rưỡi cho mẹ con ngé cái, anh chị nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. 14 triệu rưỡi. Con cá con nói chung là rất là khá bò anh chị. Đó, anh chị nào quan tâm những cái bò mẹ con mẹ ba b tơ mà dính con cái kem thì cứ alo trực tiếp cho bên em ha. Mã số 6. Giá tại chuồng của em là 14.500.000 anh chị. 14.500 cho mẹ con nghe cái anh chị. Anh chị gần xa có nhu cầu mình xài á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây, con rất là khá bò anh chị. Đó, anh chị thấy không? Khung tàn rất là lớn, em quay rất là xa để cho anh chị hình dung được hết cái con bò anh chị đi xem ha. 14.500.000 cho mẹ con mã số 6 anh chị. Đó, khung tàn xương sóc đứng rất là lớn anh chị, dẻo tàn anh chị. Mẹ đo giữa lưng thì chiều cao là trên 1m2 bò anh chị. Từ 1m2 bò trở lên yếu 1m3 ha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Giá tại chuồng của em là 14.500.000 anh chị cho mã số số 6. Anh chị nào có quan tâm cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Còn thì ăn miệng lép nhép luôn anh chị. Rất là chanh bò anh chị ơi. Anh chị nào quan tâm á cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Giá tại chuồng của em là 14.500.000. Đòn dài xương sóc rất là thẳng anh chị. Anh chị gần xa có cầu xài á, liên hệ trực tiếp cho bên em ha. Đây. Rất là lớn bò,